Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Ngọc Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và altcoin transaction một tuần đã qua đi, và bây giờ chúng ta cùng đánh giá những giao dịch chúng ta đã vào, xem lợi nhuận chúng ta có được đã bao nhiêu rồi, chúng ta đã đóng những giao dịch nào rồi và chúng ta có những giao dịch nào mới để vào hay không. Cùng đi vào video thôi anh chị. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm nếu anh chị muốn Hoài chia sẻ thêm kỹ hơn và đầy đủ hơn về phương pháp mà Hoài đang sử dụng để mà chúng ta có thể kiếm lợi nhuận trên thị trường cryptocurrency cũng như là vàng, forex và chứng khoán Mỹ. Để lại comment bất kỳ thắc mắc về bất kỳ đồng coin nào hoặc là bất kỳ mã chứng khoán Mỹ nào cũng như là thị trường mà anh chị cần phân tích, Hoài sẽ trả lời comment của anh chị. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video Bitcoin. Tuần vừa rồi Hoài có nhận định cho Bitcoin đó là đứng ngoài và không làm gì cả, và Hoài cho rằng đó là một trong những cái nhận định sáng suốt nhất của Hoài trong tuần vừa rồi. Đó là tuần vừa rồi chúng ta đã có một đợt giảm giá của Bitcoin không phải là quá nặng nề lắm, nhưng mà nếu anh chị giao dịch trên khung thời gian thấp hơn như H4, H1 thì có khả năng sẽ bị dừng lỗ. Đấy. Còn khi giao dịch trên khung thời gian lớn D1 này thì chúng ta dễ dàng nhận ra là thị trường Bitcoin, đặc biệt là Bitcoin nha anh chị, chứ không phải là những đồng coin khác nữa, là đang đi ngang, thể hiện qua hai dấu hiệu. Cái đầu tiên đó là đường EMA nó phẳng ra như thế này. Đó, cái giai đoạn mà kể từ cái lúc này nè, đó, kể từ cái lúc này là đường EMA bắt đầu phẳng ra, đúng không ạ? Phẳng ra, một cái dấu hiệu khách quan rất là dễ nhận thấy. Và cái thứ hai đó là đường EMA không còn được tôn trọng bởi giá nữa, tức là thay vì nó nằm bên trên hoặc nằm bên xuống bên dưới giá một cách nhất quán thì ở đây nó lại xuyên lên xuyên xuống giá, xuyên lên xuyên xuống đường EMA một cách là liên tục. Đấy, chị thấy có một cú xuyên xuống ở đây nè, xuyên lên nè, xuyên xuống nè, đó, xuyên xuống lên liên tục, sau đó lại có một đợt giảm xuống nữa. Thì đó chính là hai cái dấu hiệu vừa khách quan mà vừa quan trọng để cho chúng ta thấy một thị trường đang đi ngang, nó không đi đến đâu cả và tất cả những gì chúng ta vào đều không có ý nghĩa, đúng không ạ? Chúng ta chỉ giao dịch khi giai đoạn mà đường EMA đang dốc lên hoặc dốc xuống, hoặc là và chứ không phải hoặc nha anh chị, và đường EMA đang được tôn trọng một cách nhất quán bởi giá thị trường. Đó là những lần chúng ta sẽ mua vào ngay tại những mũi tinh tan này, đó là những lần chúng ta mua. Đó. Còn khi thị trường chuyển sang giai đoạn mà đi ngang, nó xuyên lên xuyên xuống như này, chúng ta đứng ngoài. Và hiện tại quan điểm của Hoài cũng tương tự như tuần vừa rồi, đó là chúng ta tiếp tục đứng ngoài cho tới khi nào, anh chị cảm thấy, không phải là cảm thấy mà anh chị nhận thấy được cái sự tôn trọng của giá đối với đường EMA như là một vùng kháng cự. Đó. Bởi vì giá nó đang nằm bên dưới đường này, thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành chờ những cú nén để chúng ta sell xuống. Một cú nén điển hình sẽ được, tức là khi mà giai đoạn giá di chuyển tích lũy bên trong hai cái yếu tố kỹ thuật. Thứ nhất đó là đường EMA 21 là cái đường luôn luôn xuất hiện trên biểu đồ rồi, và thứ hai là một cái đường nữa có thể là đường xu hướng hoặc là đường hỗ trợ kháng cự. Cái đường này thì anh chị phải tự vẽ, ví dụ như trong những lần trước chúng ta vẽ được đường xu hướng này. Đấy, chúng ta vẽ được đường xu hướng, chúng ta có một cú nén giữa đường xu hướng này và đường EMA, thì đây chính là thanh nến cuối cùng trong cái cú nén đó. Khi anh chị cảm thấy giá bắt đầu thoát ra khỏi cú nén, nó không còn có bị cái khoảng trống nào nữa để nó có thể nhét thêm một thanh nến nào nữa vào cú nén, thì chúng ta tiến hành mua vào. Và chúng ta luôn luôn giao dịch theo hướng phá vỡ cái đường xu hướng hoặc là đường kháng cự nha anh chị, chứ chúng ta không có giao dịch theo hướng phá vỡ của đường EMA. Đó, vì đường EMA nó là một cái đường biến thiên, một đường di chuyển động, cho nên cái sự phá vỡ của nó lại không có giá trị bằng một cái đường cứng như thế này. Đó, ví dụ trong trường hợp bên trái này thì đó là sự phá vỡ của đường kháng cự, một cú nén giữa đường kháng cự và đường EMA, đây chính là thanh nến cuối cùng trong cú nén đó. Đó là chúng ta sẽ buy stop phía trên đỉnh thanh nến này khi có sự phá vỡ giữa đường kháng cự. Đó, tương tự ở đây chúng ta cũng đã mua vào một vị thế ngay tại mũi tinh tăng này với sự phá vỡ của đường kháng cự, anh chị không ạ? Cú nén giữa đường kháng cự, bên dưới đường kháng cự và bên trên đường EMA. Đó,
Thì đó là tổng hợp và những cái điều kiện mà mua hoặc là điều kiện bán của trong cái hệ thống mà chúng ta đang sử dụng. Thì khi có cái setup thì Hoàng sẽ cập nhật cho anh chị trong một cái video, hoặc là anh chị có thể để lại comment bên dưới ha, Hoàng sẽ trả lời comment của anh chị. Tiếp theo là Ethereum. Ethereum trong quá khứ chúng ta đã mua rất tuyệt vời ngay tại vị trí này, mua cách đây 2 tuần rồi anh chị, nhiều hơn 2 tuần, cách đây 3 tuần luôn rồi. Và hiện tại chúng ta đang vẫn tiếp tục giữ vị thế này vì họ đã khuyến nghị trailing stop đối với Ethereum. Chúng ta sẽ trailing stop bằng đường EMA, chính đường EMA21 là công cụ vào lệnh, cũng sẽ là công cụ thoát lệnh của chúng ta luôn. Sẽ chỉ khi nào đóng lệnh, khi có một thanh nến giảm đóng cửa bên dưới đường EMA21 một cách rõ ràng thì chúng ta mới đóng. Bây giờ hiện tại giá vẫn còn nằm bên trên đường EMA21, tiếp tục giữ lệnh anh chị, tiếp tục giữ lệnh. Hoặc là anh chị có thể kéo trailing stop lên cái mức giá quanh 3.300 đi ha. Đấy, có thể là 3.300 là ok rồi ha, 3.300. Nếu anh chị nào mà chưa vào được, chúng ta tiếp tục chờ đợi có một sóng kéo ngược xuống để mây hình thành một cú nén giống như là bên tay trái nè. Đây là cú nén giữa đường xu hướng và đường EMA. Đó, khi có một thanh đánh tăng break lên thoát ra khỏi cái cú nén này thì chúng ta mua vào. Đấy, chúng ta chờ đợi một sự tương tự như vậy. Tạm thời Hoàng chưa vẽ được một đường xu hướng nào, có thể hoặc là anh chị cũng có thể vẽ tạm thời như thế này đó. Chúng ta có vẽ tạm thời như thế này. Khi mà anh chị thấy có một sự biến đổi nào đó trong cái hành động giá mà anh chị điều chỉnh đường xu hướng mà anh chị cảm thấy hợp lý hơn thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái cách đó. Còn tạm thời chúng ta vẽ như thế này đi. Thì cái cách vào lệnh chúng ta cũng sẽ tương tự, chờ cho giá tiếp tục tích lũy bên dưới đường xu hướng này cho tới khi nào chị thấy cái cú nén này nó không còn khả năng tiếp tục được nữa, giá bắt đầu phải thoát ra ngoài thì chúng ta mua vào. Tiếp theo là Litecoin. Litecoin tuần vừa rồi chúng ta đã có một vị thế mua ngay tại đây. Đấy, cũng rất là tốt ha, một vị thế mua rất đẹp. Vị thế mua rất tốt và hiện tại đã đóng lệnh được chưa anh chị? Hoặc đã khuyến nghị đóng lệnh được rồi nha anh chị, bởi vì chúng ta đã có một thanh đến giảm lớn nè. Đây là một thanh giảm lớn xuyên thủng xuống đường EMA21 và về mặt lý thuyết là nó đóng cửa bên dưới đường EMA21 rồi. Với thanh đến giảm này anh chị phải đóng lệnh ngay mức giá hiện tại luôn nha, đóng lệnh ngay mức giá hiện tại, đóng lệnh bằng tay đó. Đó thì trong những cái video phân tích thì Hoài không có khuyến nghị cái mức giá chốt lời đó, không có khuyến nghị mức giá chốt lời. Hoài sẽ khuyến nghị là anh chị đóng lệnh bằng tay nếu mà chúng ta trailing stop theo cái phương pháp đường EMA này. Đó, chúng ta thấy khi nào có một thanh nến giảm đóng cửa bên dưới đường EMA thì chúng ta đóng lệnh bằng tay. Đấy, với kèo này thì chúng ta, nếu chúng ta mua ngay cái vị trí là đây, mua quanh mức giá 264 thì chúng ta sẽ đóng là được khoảng hơn mỗi giờ là nhiều chút xíu ha. Với dừng lỗ chúng ta đặt dưới khoảng 235 đi và đóng lệnh quanh 308 thì chúng ta được khoảng 2 giờ lợi nhuận. À, cũng tạm chấp nhận được ha, cho một con sóng tăng không phải quá mạnh ha, và cũng là con sóng tăng cuối cùng trong xu hướng tăng. Tiếp theo với Litecoin thì chúng ta làm gì với biểu đồ này? Thứ nhất là thấy một thanh nến giảm lớn xuyên thủng đường EMA thì đó là dấu hiệu đầu tiên cho một cái sự không tôn trọng đường trung bình này nữa. Cho nên khuyến nghị của Hoài cho Litecoin trong thời gian tới vẫn tiếp tục đứng ngoài. Anh chị có thể vẽ được đường xu hướng như thế này. Vẽ được đường xu hướng như thế này. Với đường xu hướng này thì chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi để cho giá tích lũy, để xem có cái đường EMA nó có đỡ được giá hay không, hay là nó bị xuyên thủng luôn. Tiếp tục chờ đợi ha, tiếp tục chờ đợi. Không có là hành động gì đối với Litecoin ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo là Stellar. Stellar tuần vừa rồi chúng ta vẫn chưa mua vào được, vẫn chưa mua vào được. Và hiện tại có thể mua vào được 1/2 vị thế rồi nè anh chị. Vì sao họ lại khuyến nghị mua 1/2 vị thế? Đây chính là cái thanh nến mà tăng, thanh nến tăng có thể coi là thanh nến cuối cùng trong cú nén vì nó đã lấp đầy khoảng trống cuối cùng rồi. Đó. Anh chị muốn chắc ăn hơn chỉ có thể đợi thêm một thanh nữa để chúng ta buy thanh tiếp theo. Đó. Thay vì buy thanh ngay này thì chúng ta mua vào ngay tại thanh tiếp theo để cho cái cú nén này nó càng chặt chẽ hơn. Đó. Cái cú nén này nó mới chỉ diễn ra trong vòng 5 thanh thôi, 5 thanh nến thôi, cho nên nó vẫn có một chút gì đó là nó hơi lỏng lẻo. Tiếp tục chờ đợi. Nếu anh chị cảm thấy bây giờ hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để mua vào, còn nếu hay thì hãy có thể vào 1/2 vị thế ngay tại vị trí này. Buy stop đợi cho nến đóng cửa nha anh chị. Buy stop 1/0.7 nè, dừng lỗ chúng ta đặt thấp đi,
quanh 0.598 hoặc 0.6 là ổn rồi. Tiếp theo là Bitcoin Cash. Bitcoin Cash tuần vừa rồi chúng ta đã có vị thế này, mua ngay tại thanh đỉnh tăng cuối cùng trong cú nén giữa đường xu hướng giảm và đường EMA. Hiện tại đã đóng lệnh được chưa? Chưa nha anh chị. Hiện tại chúng ta vẫn chưa đóng lệnh được, bởi vì chưa có thanh nến nào giảm nào đóng cửa bên dưới đường EMA cả. Thì chúng ta không phải tiếp tục chờ đợi xem có thanh nến giảm nào đóng cửa bên dưới không, thì lúc đó chúng ta mới đóng lệnh. Tiếp tục giữ lệnh với vị thế mua ngay tại mũi tinh tăng cách đây 2 tuần. Và nếu anh chị nào mà chưa vào được, chưa mua được thì chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi. Bây giờ Hoài vẫn chưa vẽ được đường xu hướng hay là đường kháng cự hỗ trợ nào hết. Chúng ta vẫn chưa thấy một cú nén nào hình thành một cách rõ ràng như là bên tay trái này. Tiếp tục chờ đợi và đứng ngoài thị trường. Phần lớn các khuyến nghị của Hoài cho thị trường crypto currency ở hiện tại vẫn là đứng ngoài và tiếp tục giữ lệnh nếu mà anh chị vẫn còn. Nếu mà anh chị đã vào những cái vị thế mua, Hoài khuyến nghị cách đây 220 video trước đó, đó là cách đây 2 vùng ha. Tiếp tục giữ lệnh cho tới khi nào cái đường EMA này bị thất thủ, bị đóng cửa bên dưới thì chúng ta mới đóng. Chúng ta mới đóng lệnh. Đó là cái cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất để mà anh chị có thể có lợi nhuận một cách ổn định trên thị trường cryptocurrency. Đó chính là gồng lệnh và cắt những cái vị thế thua lỗ, giữ lại những vị thế chiến thắng và cắt những vị thế thua lỗ. Đó là cái cách kiếm lợi nhuận của các trader huyền thoại từ trước đến giờ, từ cái thời mà Jesse Livermore cho tới bây giờ hơn 100 năm. Đó chính là nguyên tắc đơn giản như vậy thôi, không có cần phức tạp hóa vấn đề là gì anh chị. Trên đây là cái video phân tích Bitcoin và Alpha Fraction. Anh chị có thắc mắc bất kỳ đồng coin nào để lại comment bên dưới ha, Hoài sẽ trả lời comment của anh chị. Chia sẻ cái video này lên Facebook giúp Hoài và nếu chưa bấm like và subscribe kênh thì bấm like và subscribe kênh YouTube của Trader Việt. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.